Ngày 5 tháng 4, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa 16 tổ chức hội nghị lần thứ 15 mở rộng để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý 1, xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác quý 2 năm 2024 và giải quyết công việc thuộc thẩm quyền. Các đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trương Hải Long, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ra Lăng Chung, Phó Bí thư tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện một số cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy viên, đại diện các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy và thường trực một số huyện ủy, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Báo cáo tại hội nghị nêu rõ một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 được thực hiện tốt trong quý 1 như tổng diện tích gieo trồng tăng 1,5%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9,8%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 23,31%, thu ngân sách tăng 15%, kim ngạch xuất khẩu tăng 16,35%, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 17,5%. Công tác quốc phòng quân sự địa phương tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, trong đó công tác giao nhận quân được thực hiện chặt chẽ, đạt 100% chỉ tiêu. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được một số kết quả quan trọng như kịp thời chỉ đạo tổ chức phổ biến, học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh, hoàn thành việc đánh giá xếp loại chất lượng đảng bộ tỉnh và tập thể cá nhân lãnh đạo quản lý năm 2023. Tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm công tác xây dựng đảng, tổng kết 15 năm thi hành điều lệ đảng và sơ kết tổng kết các văn bản của Trung ương theo kế hoạch, kịp thời ban hành các kế hoạch thực hiện kết luận, thông báo kết luận của Trung ương về kiểm tra giám sát đối với tỉnh, hoạt động của chính quyền có bước chuyển biến, mặt trận và các đoàn thể tiếp tục có nhiều hoạt động hướng về cơ sở. Các ý kiến tại hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, như giải ngân vốn đầu tư công thấp, một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2024 chưa đủ điều kiện phân bổ vốn, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh BAPE thuộc nhóm tỉnh có hiệu quả thấp, tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí, tội phạm trật tự xã hội, ma túy còn xảy ra nhiều và tiềm ẩn phức tạp. Cái nguyên nhân giải ngân đầu tư công thấp thì vừa rồi đã có một cái hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai 2024 về đầu tư công. Tóm tắt có 3 cái nhóm vấn đề chính. Vấn đề đầu tiên ấy là cái sụt giảm về thu tiền sử dụng đất và các nguồn hoàn lại của quỹ phát triển đất. Cái thứ hai thì nó là cái việc chậm đưa kế hoạch sử dụng đất và các cái quy hoạch chung và quy hoạch chuyên ngành từ cấp địa phương thống kê lên. Thì cái việc này thì cũng đã có chỉ đạo Sở Tài nguyên phối hợp và Sở Kế hoạch cũng phối hợp để mà đồng bộ các bản đồ, biểu đồ và thống nhất lại để mà tạo đà tăng trưởng cho các cái quý sau và năm tiếp theo. Về nguyên nhân chậm giải ngân vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp nêu. Theo báo cáo tổng hợp thì phân tích thì cái nguyên nhân chậm của việc giải ngân vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia thì có một số nguyên nhân nổi lên như sau. Về cái nguyên nhân thứ nhất đó, là thực hiện theo các quy định hiện hành về đầu tư công thì các vướng mắc về thủ tục đầu tư hiện nay đang thực hiện chậm. Cái nguyên nhân này là nguyên nhân chủ quan. Nguyên nhân thứ hai đó là công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Đền bù giải phóng mặt bằng cũng là một vấn đề hiện nay các địa phương đang vướng phải. Trong khi đó, Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân cũng nêu vấn đề đáng quan tâm, đó là tiền thu sử dụng đất trên địa bàn rất khó khăn, đặc biệt là các dự án của tỉnh trên địa bàn thành phố. Tôi cho rằng có 3 cái điểm ngạn mà chúng ta phải tập trung tháo gỡ. Là cái thứ nhất là quy hoạch. Về quy hoạch thì chúng ta đã có quy hoạch tỉnh đã phê duyệt rồi, đã phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung rồi. 11 cái đồ án quy hoạch phân khu đã thông qua ban thường vụ được 5 cái rồi, báo cáo ông chí như thế. Thế nhưng mà cái phê duyệt của chúng ta thì đang còn các bước theo trình tự chỉnh sửa. Thì tôi đề nghị là cũng phải cố gắng đẩy nhanh, về phía thành phố chúng tôi cũng phải cố gắng về trách nhiệm của mình. Nhưng các sở ngành của tỉnh, ủy ban tỉnh thì các ông chí quan tâm thêm chỗ này, chỉ đạo để chúng ta phê duyệt sớm đồ án quy hoạch. Vấn đề thứ hai là xác định giá khởi điểm để đấu giá đất. Và cái thứ ba, cái điểm ngạn thứ ba là công tác giải tỏa bồi thường. Giải tỏa bồi thường rất là chậm. Sau một buổi làm việc khẩn trương nghiêm túc,
Hội nghị lần thứ 15 mở rộng Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung phân tích, đề ra những nhiệm vụ giải pháp cụ thể trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Liên ghi nhận đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quý 1. Để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh các cấp ủy, đơn vị, địa phương cần tập trung vào 5 chống, 5 vấn đề cần duy trì và thực hiện tốt hơn và 4 yêu cầu cần quan tâm để tạo chuyển biến cũng như tập trung chấn chỉnh các vấn đề như thực hiện quy chế làm việc và chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính, thực hiện kết luận kiểm tra thanh tra, kiểm toán và các kết luận của thường trực, ban thường vụ tại các buổi làm việc với các cơ quan đơn vị địa phương, cũng như qua thanh tra kiểm tra, chấn chỉnh về trách nhiệm nêu gương, giải trình, giải quyết ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri cũng như lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan đơn vị địa phương. Để thực hiện tốt hơn trong cái quý 2, tôi thấy có mấy vấn đề cần rút kinh nghiệm về để chúng ta tổ chức thực hiện tốt. Thứ nhất là vấn đề chống. Chống thứ nhất đó là cố gắng chúng ta tập trung cho cái việc chống hạn, chống cháy. Thứ hai là chống phá rừng, chống khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép. Thứ ba là chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi. Thứ tư cái chống đó là chống cái tư tưởng trì trệ, rồi là an phận và chống cái sự phá cái đoàn kết nội bộ. Cái thứ năm đó là chống cái tác động tiêu cực từ bên ngoài ảnh hưởng đến vấn đề an ninh chính trị trên địa bàn. Năm cái chống này là cần phải quan tâm trong quý 2 và trong các cái quý tiếp theo.